Ủa thôi, đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. 10 đóng cửa. Đóng cửa đây điểm đi. Và 10 mở cửa đấy má. Ủa, kìa kìa, họ kìa. Ờ. Đóng thuộc, thuộc máy bay rồi là thì đóng cửa hết rồi. Mời chưa gọi sửa chua này. Wow, mời mời đấy mà. Guitar này. Lúc này mới sáng đấy mà nhở. Một thêm bạn. Sai là mất nhá. Anh mất chắc không. Chẹp giấy đồ đâu? Cô chị kìa. Ok, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Lindo. Đấy. Okay, hôm nay hello, chào các bạn. Hôm nay Lindo đang làm. Mình là gì? Baby. Đến baby à? Ok, hôm nay là cho Lindo mang một cái cây hồng này và vàng đấy, cũng như là giáp đi hát sân khấu đấy. Sân khấu. Cái này là uống nước đúng không? Uống nước xong rồi đăng ký bài để lên hát đúng không? Tầm 200-300 người thôi, ít lắm. À thôi, 300 người à? Ờ, hát 5 bài. Nhiều quá thật. Hát 5 bài là về. Vâng, dạ 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 dạ. Dạ. Lên nhá, lờ tiền ca sĩ tự do Lindo. Xin thể hiện ca khúc Sai lầm của anh trên nền nhạc remix. Ok ok. Lindo xin được các bạn hét lên nào. Các bạn giơ tay lên nào. Ok, chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên là ca sĩ Lindo Snoop Dogg vào nhớ rồi. Nhớ nhá. Lindo Snoop Dogg. Vâng là đâu, nói giới thiệu đàng hoàng. Lindo Snoop Dogg đấy. Dạ. Lindo Manuel Lindo. Dạ. Nói tên đầy đủ luôn. Dạ dạ. Lindo Lindo Manuel Lindo đã vào một lần đầu tiên. Bây giờ là mời tất cả các bạn là để nghe bài đang nghe bài của Lindo như nào, là chúc tất cả mọi người là nghe hợp lý nhá. Không, chúc cho mọi người buổi tối vui vẻ. Chúc tất cả mọi Vì người Vi nói chi kém đi kém à, Vi nói cứ nói đâu nói ok, nói nhiều càng tốt đấy. À, dạ dạ. Cứ nói rồi hay là làm đi mà vài chúc tất cả mọi người là hay là làm đi mà nhân vui vẻ nhá. Điều đó rồi đi lấy giấy đó, lấy giấy đó. Ờ lấy giấy chứ. Cái này gọi là cũng không phải là phòng trà đâu. Mất hơi tối rồi, tự nhiên tắt đèn rồi. Từ của tao đấy. Ở gần đây không nhỉ? Gần đây. Thì đưa Lindo đi hát thử xem như nào. Ô, cái này ngoài trời hay ở trong phòng đấy? Nghìn người chờ Lindo. Mưa rồi đấy. À thế là coi như là ngồi uống đấy. Rồi hát rồi cũng chờ lâu phết đấy nhờ. Không thì lên là xin ban tổ chức ưu tiên tí, hiểu không? Chắc là mình để nói cho. Ở đó ban tổ chức lên đây quen mà. Ok, bây giờ là đi nha mọi người ơi. Dạ. Ôi, anh kiện đâu rồi? Bảo vệ đâu rồi? Ở kính mất rồi. Ừ. Kính mất rồi. Thôi. Anh Tiến đi được nhá. Anh Tiến kính mất rồi. Đi được nhá, anh Tiến đi được ấy. Ủa thôi, đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. 10 đóng cửa. Đóng cửa đây điểm đi. Và 10 mở cửa đấy má. Ủa, kìa kìa, họ kìa. Ờ. Đóng thuộc, thuộc máy bay rồi là thì đóng cửa hết rồi. Có quản sát không anh? Mời chưa gọi sửa chua này. Wow, 10 mở đấy má. Guitar này. Đâu, không có đâu, cho nấu nữa hả? À? Không có cho nấu nữa hả? À? Chà. Thôi rồi. Hay là hát karaoke? Hát karaoke thì... Chà. Ôi,
Mai nhé. Đi vừa mới hát xong. Ôi ơi. Bảo vệ cho đến đây. Dạ, chào anh ạ. Di chuyển đi. Dạ, Arlindo. Lindo. Đi đâu? Thôi. Thôi sao rồi? Đóng cửa rồi. Đi bảo vệ bộ hết bảo rồi. Bảo vệ bộ Lindo rồi. Ê. Chắc bảo đi. Vệ gì đâu. Bảo vệ quân Lindo. Yeah, mà bảo vệ gì? Hát thôi hát bảo vệ vệ. Thôi rồi. Ôi trời đông cửa rồi. Ok ok ok. Ô đẹp nhở. Rồi đi quán khác nha mọi người. Đi quán khác nha. Rồi bây giờ là vào xem có ca sĩ hôm nay là ai. Lindo. Không ai. Ở trong có ca sĩ rồi. Ta đi nghe thôi. Dạ dạ dạ. Ok. Đi nghe thôi. Ôi trời. Bất ngờ. Ngồi trung tâm á. Đi mấy người? Thì mình ngồi ngồi nép nép ngoài thôi. Mấy người? Ngồi ngồi nép. Đây được mấy? Không mình có thể ngồi bàn này cũng được. Em có một cái bàn dành cho 8 9 người trung tâm kia. Ngồi gần quá. Ngồi gần quá. Ngồi rất xa đấy. Ngồi đây ngồi bàn này. Lindo cười. Đây chạy đây. Bây giờ làm sao mà đăng ký cho lên đồ hát được nhỉ? Đăng ký à? Vẫn đăng ký được à? À ok. À từ bây giờ đăng ký. À đăng ký được. Tí tầm bây giờ đăng ký được. À bye bye. Bye bye rồi. Sai lầm của anh remix. Không remix đâu. Hả? À. Còn này remix đâu. Cái này là gì đâu uống á? Ở đâu? Đồng đồng. Đi bài hát. À đủ à? Hỏi lại thứ. Sai lầm của anh à? Ờ, sai lầm của anh. Nhân lại hát bài gì? Nhân lại hát bài gì? Hả? Ờ, anh tiến một bài á. Anh một bài.
Hay quá. Sai lầm của ai tược? Sai lầm của anh rồi đến bài gì? Bài mồi hát là bài cuộc đôi ạ. Cuộc cái gì ta? Cuộc vui cô đơn. Dạ. À, để điện thoại kia kìa. Tí nữa để điện thoại kia kìa. Ờ, cuộc vui cô đơn. Xong tắt đấy đi. Rồi bài gì nữa? Mẹ bỏ ra đi. Dạ dạ. Ớt cái gì? Dạ dạ. Thôi. Ôi, đừng hát bài mẹ bỏ ra đi. Không hát hay. Bài này hay mà. Bài này hay. Bài này hát hay. Mẹ bỏ ra đi. Không phải. Mẹ ra đi. Mẹ ra đi thôi. Mẹ ra đi à? Mẹ ra đi. Mẹ ra đi. Mẹ ra đi. À mẹ. Bài mẹ. Mẹ gì? Bài mẹ. Nhưng mà này của ra đi. Ca sĩ ra đi. Mời ngoài cái. Ca sĩ ra đi á? Ra đi. Ra đi. Nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà Việt à, mẹ, phu đi mình nói to đi là mẹ, được rồi. Mẹ gian đi à? Gian đi mở ngoặc đóng ngoặc gian đi. Gian đi này nữa. Ờ. Ok. Bài gì? Nhìn này ba bảy mang con đuối lên hạt đấy kìa. Ôi cho lên đồ hạt đi. Ok bây giờ lúc nào lên đồ hạt thì mình sẽ quay nha mọi người ơi. Chủ yếu là vào đây là để cho lên đồ hạt thôi. Câu hình câu thề. À câu. Remix thu. Ừ. Không có nhiều đâu. Tin họ yêu cầu hát thêm đi hát. Ba bài thôi để tăng tất cả mọi người. Hey!
thì em đã hát bài này, mọi người không cảm nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hát tiếp một bài nữa là Cuộc Vui Cô Đơn. Cuộc Vui Cô Đơn thì mình Cuộc Vui Cô Đơn thì vâng. Cuộc Vui Cô Đơn thì mình dạ. Mọi người không cảm nhá. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Tí nữa tí ra ngoài kia chụp. Nhưng mà cái này nền nhạc hơn cái đồ chưa hát là nữa. Chưa quen. Nó học ở YouTube này rồi. Cuộc Vui Cô Đơn đúng không ạ? Đây, lời của anh đây. Anh phải hát thật hay mà. Một lần nữa được không ạ? Em xin lại anh ạ. Ok, đúng rồi. Bắt đầu. Khi người ta đã yêu một ngày, đó đời quên lãng quên phải không? Bao nhiêu lần rồi không sao đâu, vẫn thấy hay.
buồn lắm. Lần này hay mà. Hay mà anh hay mà. Không, hay. Anh hay đúng không? Mọi người vẫn thấy hay anh. Hay mà. Hay mà, hay mà. Hay dã man luôn đi được. Ừ. Anh đấy? Cứ nghĩ là nhá không hay. Nó thật ra là rất hay. Anh lát hát bài mẹ tiếp. Không phải, cái này phải có YouTube thì mới hát được. Cái này đánh theo nhà thôi mình. Nhưng mà đây không có YouTube. Cái này mình chưa đã hát bao giờ cho nên là sẽ không hát được. Khó hát. Người ta đánh nhau luôn. Nhưng không chuộc không hát được. Trên đấy chỉ có ca sĩ mới hát được. Chuyện này không chuộc không hát được. Thôi vẫn hay rồi, được rồi. Như thế được rồi. Như thế là giỏi thôi. Anh buồn á, à, anh vỗ tay mà. Các bạn đến nhiều lắm rồi. Các bạn đến cổ vũ lên đồ hay quá. Hay quá. Mọi người đón nhé.